Trong clip này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tích hợp ChatGPT vào Google Sheet và mình là Nguyễn Minh Phụng Official. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem clip trên kênh YouTube của mình, hãy bấm nút đăng ký kênh cũng như bấm vào hình quả chuông để mỗi lần mình ra video thì các bạn sẽ là người sớm nhất nhận được video từ mình. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu nào. Đầu tiên thì các bạn sẽ mở Google Sheet ra và các bạn sẽ chọn vào là tiện ích bổ sung. Các bạn sẽ chọn vào đây ha. Và các bạn sẽ chọn cái dòng đầu tiên luôn. Rồi, ok. Và tại cái ô này, các bạn sẽ nhập vào ô là ChatGPT for Sheet and Doc. Các bạn bấm Enter. Và các bạn sẽ chọn cái số 2 giống như trên video nha. Chọn cái số 2. Đây mình sẽ chọn cái số 2 nè. Rồi, các bạn sẽ chọn là cài đặt. Ok, và tại bước này thì các bạn sẽ bấm chọn cái mail của mình và các bạn sẽ cấp quyền cho email. Rồi, sau đó các bạn sẽ bấm là xong nha. Rồi, ok. Rồi, các bạn sẽ chọn cái này và các bạn sẽ bật lên, enable lên, nó lên. Rồi, tại cái bước này thì các bạn sẽ để ý con chuột của mình nè, chúng ta sẽ có các hàm như thế này để chúng ta có thể sử dụng ChatGPT trên Google Sheet. Ok, và bây giờ mình sẽ cùng thử nào. Mình sẽ bấm là bằng ChatGPT mở ngoặc ra một cái chuỗi gì đó. Ví dụ mình sẽ bấm xin chào thử xem ChatGPT sẽ trả lời như thế nào. Ok. Ok, và nó đang loading. Rồi, các bạn thấy nếu như nó chào lại mình có nghĩa là chúng ta đã cài đặt và nó hoạt động thành công. Và bây giờ thì các bạn sẽ cùng xem mình sẽ mô phỏng thử một cái blend để chúng ta sẽ viết bài trên fanpage như thế nào nha. Và các bạn sẽ có thể sử dụng ChatGPT trên Google Sheet để chúng ta sẽ viết bài hàng loạt trên fanpage của mình. Rồi, chúng ta sẽ cùng thử nào. Rồi, các bạn sẽ kéo để nó ra kết quả hàng loạt nha. Như vậy là mình đã vừa hướng dẫn cho các bạn cách tích hợp ChatGPT vào trong Google Sheet. Cũng như mình đã demo cho các bạn thấy, chúng ta có thể ứng dụng cái việc này ra rất là nhiều việc khác nhau. Ví dụ như trên video là mình lập ra một cái bản viết bài cho fanpage bằng ChatGPT ở trên Google Sheet. Nó cực kỳ đơn giản và nó giúp cho mình hoàn thành công việc một cách nhanh chóng. Ok, và nếu như các bạn cảm thấy video này hữu ích với bạn thì hãy bấm nút đăng ký kênh cũng như bấm vào hình quả chuông để mỗi lần mình ra video thì các bạn chính là những người sớm nhất nhận được những video từ mình. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.